Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách nấu món cá rô phi sốt cà chua. Món này rất ngon và rất dễ làm các bạn ạ. Các bạn cùng vào bếp với mình nhé. Và đây, nguyên liệu của mình làm cá hôm nay là có 3 quả cà chua các bạn nhé. Sau thì là hành và mùi. Đây là hành khô và đây là gừng, tiêu bắc, mắm và muối. Muối này thì các bạn cũng có thể dùng muối bột canh. Và đây mình có thêm quả ớt. Và đây là cá mình đã sơ chế sạch sẽ rồi các bạn nhé. Cái phần đầu và phần đuôi mình sẽ để nấu canh chua, nên là mình sẽ làm phần thịt này các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ mang ướp cái cá này. Đây mình sẽ cho vào đây ướp một ít muối các bạn nhé. Mình sẽ ướp một ít muối cho này. Mình sẽ xía cái phần này cho nó ngấm gia vị các bạn ạ. Để nguyên con cá thì thường thường nó không ngấm được nhiều gia vị. Mình sẽ ướp một chút đường. Cái đường vào cho nó thơm, nó khử mùi tanh. Mình sẽ cho vào các cái khe này giống nấm các bạn nhé. Đường này nó vừa thơm mà nó vừa giảm đi mùi tanh rất nhiều đấy, khử đi mùi tanh đấy. Và mình sẽ cho ướp cả hành khô này. Mình ướp thì cứ để tầm 10-15 phút các bạn nhé, cho nó ngấm các gia vị lên cho nó ngon. Mình sẽ cho chút tiêu bắc. Nhà có trẻ con nên là mình sẽ cho ít, không là cay trẻ con không ăn được. Mình sẽ cho thêm chút mắm cho thơm. Vì lúc nãy mình muối mình cũng cho ít nữa. Các bạn cứ ướp ở đây 15 phút các bạn nhé. Trong khi chờ đợi ướp cá thì mình sẽ đi cắt các cái cà chua và rau thơm các bạn. Cà chua thì chúng ta bỏ hình cau ra các bạn nhé. Cà chua này nó chín rồi nên nó nhiều bột. Sau đó mình cắt khúc ra các bạn nhé. Cái hành mình sẽ chẻ cái đầu này ra cho nó bị cay. Bây giờ mình sẽ cho dầu vào đây để chiên cái, cho dầu vào nóng chảo xong cho dầu nóng lên các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho dầu vào và để
nóng chảo đây, mình cho các cái gia vị lúc nãy còn đấy, mình cho vào, cho ít gừng vào cho thơm các bạn. Mình phi thơm lên để lấy cái nước nó cho nó thơm, nó dầu thơm hơn. Chắc mình cho cá vào. Mình phi bao giờ thơm là mình vớt cái hành và gừng này ra các bạn nhé, không là nó lại cháy. Để nó chốc xong rồi mình lại cho vào. Thơm lắm các bạn ạ. Mình phi bao giờ, đây là hành với gừng, các gia vị nó vàng thơm đi rồi mình cho ra các bạn nhé. Để gia vị nó ngấm vào cái dầu ăn rồi nên nó thơm rồi. Bây giờ nó thơm rồi thì mình sẽ tắt bếp và vớt gia vị ra các bạn nhé. Vớt ra để bao giờ cá được thì mình lại cho vào. Mình chiên đến bao giờ nó vàng giòn các hai mặt đi là được các bạn. Để mình cho ít muối vào thì lúc ướp cá đấy nó không đỡ bắn đấy. Khi nó nóng rồi các bạn chỉnh nhiệt độ vừa phải đi nhé. Cá được các bạn ạ, à, thơm lắm các bạn ạ, à, gia vị nó ngấm vào đây thơm lắm. Và bây giờ mình sẽ cho cà phê lên và mình phi lên các bạn nhé. Mình sẽ cho vào chút nước. Nó nhanh như cái cà chua các bạn ạ. À. Mình sẽ cho hết cái gia vị lúc vừa rồi khi lúc đầu đấy các bạn nhé, cho hết vào đây cho nó ngấm. Và mình đậy vung lại, bao giờ nó nhừ thì mình cho ra, mình cho cá vào. Thơm ghê luôn các bạn ạ, thơm lắm, mùi gia vị nó lên thơm lắm. Bây giờ nó đã xẹt xẹt lại được rồi các bạn nhé. Mình sẽ cho cá vào. Mình sẽ cho chút mì chính vào. Và chút muối bột canh này.
Tại vì lúc nãy mình cho gia vị rồi nên bây giờ mình sẽ cho ít thôi. Mình xả dưới lên đây cho nó ngấm gia vị các bạn nhé. Rất là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ rửa mặt cá đầu dưới lên các bạn nhé. Đây mình ở dưới bên này này các bạn nhé. Cho nó ngấm cả hai mặt luôn. Và khi nó sôi ngấm rồi thì bây giờ mình sẽ cho hành, cho thì là vào các bạn nhé. Đây mình sẽ cho ít ớt thôi, nhà cho trẻ con nó ăn này nó cay. Vậy là món của mình đã xong rồi đấy các bạn. Và các bạn sẽ hãy làm thử và cảm nhận xem cái hương vị của cái món cá sốt này. Nó ở bề ngoài thì nó có cái lớp da giòn giòn, giòn và thịt rất là mềm, rất mềm và thơm, ăn rất là ngon. Và như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách làm món cá rô phi sốt cà chua rồi. Và để tiện theo dõi các video tiếp theo của mình thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhớ bấm vào cái chuông để nhận các video mới nhất của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn.